Giới là dụng cụ. Nhiều người sợ mình hành động sai lầm, tội lỗi, lo lắng quá đáng đến độ mất ngủ. Lúc còn dính mắc vào giới luật thì giới luật là gánh nặng. Dần dần bạn sẽ giữ giới một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nhưng thoạt đầu bạn phải trải qua thời kỳ nặng nề, cũng như trước khi vượt qua đau khổ, bạn phải đau khổ trước. Một người tận tâm chu đáo trong việc tu hành, trước tiên phải chịu nhiều khó khăn, chẳng khác nào cá nước ngọt phải sống trong nước mặn. Cố gắng giữ giới luật khiến mắt bạn nóng bỏng, sốt sang. Một người thờ ơ và cẩu thả trong việc giữ gìn giới luật thì sẽ chẳng cảm thấy bị phiền lụy chút nào. Nhưng họ cũng chẳng bao giờ có dịp học hỏi để thấy chân lý. Giữ 227 giới là điều thiết yếu của một nhà sư phải hành trì. Chúng ta phải giữ gìn giới luật trong sạch, nhưng không phải chỉ giữ giới là đủ. Hãy nhớ rằng giới chỉ là sự chế định hay dụng cụ mà thôi. Không cần phải nghiên cứu hết mọi ý nghĩa, giáo lý của giáo pháp hay thông hiểu hết tất cả luật lệ. Cũng như khi làm một con đường băng qua rừng, bạn chẳng cần phải đốn hết cây rừng. Mọi phương pháp thực hành đều dẫn đến giải thoát, trở thành người thấy rõ ánh sáng trong mọi thời gian. Con đường duy nhất giúp giới tịnh là làm cho tâm trong sạch. Sang trái, sang phải. Một nhà sư Tây Phương lưu ngụ ở Wat Pa Bon lấy làm thất vọng vì phải thực hành khó khăn và phải giữ nhiều giới luật phức tạp và có vẻ phi lý. Thầy bắt đầu chỉ trích những vị sư khác là hành thiền tùy tiện, không đến nơi đến chốn. Thầy nghi ngờ những lời dạy của Ajahn Chah. Một dịp nọ, thầy đến gặp ngài Ajahn Chah than phiền, cho rằng ngay chính ngài Ajahn Chah cũng mâu thuẫn và dường như nhiều lúc đi ngược lại đường lối giải thoát. Ajahn Chah cười và cho biết nhiều nhà sư đã tự gánh lấy đau khổ khi chú ý phán đoán những người xung quanh. Sau đó, Ajahn Chah giải thích cho nhà sư Tây Phương rõ đường lối giảng dạy đơn giản của ngài. Cũng giống như trường hợp tôi thấy một người đang đi trên con đường mà tôi quen thuộc. Tôi theo dõi và biết người ấy sắp rơi vào hố bên phải của con đường. Tôi bèn gọi người ấy: hãy đi sang trái, sang trái. Cũng thế, khi thấy một người sắp rơi vào hố bên trái, tôi lại lớn tiếng: sang phải, sang phải. Đó là phạm vi chỉ dẫn của tôi. Bất kỳ thầy dính mắc vào cực đoan nào, dính mắc vào cái gì, tôi đều bảo hãy buông bỏ chúng đi. Hãy đi sang phải, hãy đi sang trái, rồi trở về trung tâm. Làm như thế, thầy sẽ đến gặp chân pháp. Chữa trị bất an. Đây là phương pháp đối trị bất an và phóng tâm. Ăn thật ít, đừng nói chuyện với ai. Sau bữa cơm, trở về lưu cốc của mình, đóng cửa lớn và cửa sổ, mặc nhiều áo vào, ngồi xuống, cảm thấy thế nào cũng mặc kệ. Bằng cách này, bạn sẽ trực tiếp đối diện với bất an. Khi cảm giác khởi dậy, hãy đặt câu hỏi với chúng. Bạn sẽ thấy chúng chỉ là cảm giác mà thôi. Khi bạn cần đi sâu vào việc thực hành, sẽ có những lúc căng thẳng lớn lao trong tâm hồn bạn, trôi theo những giọt mồ hôi và nước mắt. Nếu bạn chưa trải qua vài lần như thế, bạn chưa hành thiền thật sự. Ý nghĩa sâu xa của việc tụng kinh. Mỗi buổi sáng, sau khi đi khất thực về, các nhà sư vào trái phòng ngồi thành hai dãy dài. Họ chắp tay cung kính đọc kinh trước khi vào bữa ăn. Đây là những bài kinh chúc lành bằng tiếng Pali, nhắc lại những lời dạy của Đức Phật. Trở về với thời kỳ Phật còn hiện tiền, thiền nam tín nữ thuần thành đem thực phẩm đến dâng cúng cho chư tăng, ngồi yên lặng thành khẩn khi các nhà sư tụng kinh. Sau đó chư tăng dùng cơm trong yên lặng chánh niệm. Một vị khách Tây Phương còn mới mẻ với nếp sống và truyền thống trong tu viện hỏi ngài Ajahn Chah ý nghĩa gì tụng kinh. Phải chăng những nghi lễ này có một ý nghĩa sâu xa bên trong? Ajahn Chah trả lời: vâng, rất có ý nghĩa.
đặc biệt là đối với những nhà sư đang đói bụng mà phải tụng kinh như thế này trước khi được ăn bữa cơm độc nhất trong ngày. Bài kinh bằng tiếng Pali có nghĩa là cảm ơn. Họ nói rất cảm ơn. Chân lý nằm trong những công việc hèn mọn. Việc hành thiền ở đây thật ra chẳng có gì khó khăn. Thế nhưng vẫn có nhiều người không muốn làm. Chùa Quá Ba Bông trong những ngày đầu tiên rất thiếu thốn, không có điện, không có giảng đường hay phòng ăn lớn. Bây giờ chúng ta đã đầy đủ và chúng ta phải chăm nom, săn sóc chúng. Tiện nghi luôn luôn phát sinh ra những phức tạp rắc rối. Chúng ta, mọi người đều có nhiều bổn phận với ngôi tu viện này. Chăm sóc cốc liêu và nhà vệ sinh là một việc làm quan trọng. Những việc đơn giản khác cũng quan trọng không kém, chẳng hạn như lau quét giảng đường, rửa bát cho các vị sư lớn tuổi, giữ sạch sẽ cốc liêu và nhà vệ sinh. Những cái dơ dáy nhất chúng ta phải thừa nhận trước tiên là cơ thể chúng ta. Chúng ta cũng phải giữ sạch sẽ. Đây không phải là việc làm khiếm nhã hay hèn mọn. Chúng ta phải hiểu biết một cách xa hơn. Đây là việc làm tinh sạch nhất. Mọi công việc đều làm trọn vẹn chánh niệm thì vừa đem lại lợi ích cho ta, vừa thể hiện việc hành thiền có kết quả tốt đẹp. Sống hòa thuận, hài hòa với người khác. Một trong những mục đích luân lý và đạo đức là sống hòa thuận, hài hòa với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy, chứ không phải chỉ nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình. Hiểu biết vị thế và tôn trọng các bậc trưởng thượng là một phần quan trọng của giới luật mà chúng ta hành trì. Muốn sống hài hòa với mọi người, chúng ta phải loại bỏ tính kiêu căng tự phụ, cho mình là quan trọng hơn cả, đồng thời cũng không dính mắc vào những lạc thú phụ du. Nếu không dứt bỏ yêu ghét, thực ra bạn chưa có được chút nỗ lực tinh tấn nào. Không dứt bỏ có nghĩa là đi tìm an bình nơi không bình an. Hãy tự khám phá chân lý này. Chẳng cần phải lệ thuộc vào một đạo sư bên ngoài, thân và tâm không ngừng dạy ta. Hãy lắng nghe bài thuyết giảng của chúng để không còn hoài nghi nữa. Có người luôn luôn bị dính mắc vào ý nghĩ cho mình là lãnh tụ, người lãnh đạo. Cũng có kẻ dính mắc vào chuyện mình là một học trò, một môn đệ. Có ai tự hào rằng mình không phải là học trò khi mình có thể học hỏi ở tất cả mọi giờ? Ai có thể dạy dỗ tất cả mọi điều mà không phải là thầy? Hãy lấy việc giái lại làm phương cách bảo vệ thế giới quanh bạn. Hãy giái lại một cách tôn kính và đầy tình thương. Khi trở về cốc liêu một mình, hãy để mọi thứ xuống và việc trước tiên là nằm dài ra lại. Muốn đi ra ngoài để quét dọn, hãy nằm dài ra lại trước. Lúc quét dọn xong trở vào, lại tiếp tục lại nữa. Vào nhà vệ sinh phải giấy lại trước, và giấy lại trước khi trở về phòng. Hãy nhủ thầm mọi lỗi lầm do thân khẩu ý tôi gây ra, cầu mong được tha thứ, luôn luôn giữ mình chánh niệm. Tu sĩ chúng ta là những kẻ đại may mắn. Chúng ta có chỗ ở, có bạn lành, có cư sĩ hỗ trợ và có giáo pháp. Chỉ còn việc thực hành nữa thôi. Tiết chế lời nói. Muốn nói ít thì chỉ nói khi có ai hỏi, chỉ nói khi cần. Khi có ai hỏi sư đi đâu, chỉ cần trả lời đi lấy gỗ mít. Nếu họ hỏi tiếp lấy gỗ mít để làm gì, chỉ trả lời để nhuộm y. Thay vì trả lời dài dòng, tôi vừa từ Bangkok đến, tôi nghe nói quanh đây có nhiều gỗ mít tốt, vì vậy tôi đến kiếm một ít đem về nhuộm y. Tôi vừa mới mai xong chiếc y tuần rồi. Còn anh thì sao, tuần này thế nào? Kẻ xuất gia không nên nói nhiều và thích quần tụ. Điều này không có nghĩa là phải hoàn toàn tịnh khẩu. Nhưng nhà sư chỉ nói khi cần thiết và hữu ích. Trong tu viện của ngài Ajahn, buổi chiều sau khi các nhà sư đã kéo nước, quét dọn, tắm rửa, không còn nghe một âm thanh nào ngoài tiếng dép đi kinh hành của các nhà sư. Thường thì mỗi tuần một lần, các nhà sư vào giảng đường để nghe chỉ dẫn hoặc học hỏi giáo lý. Xong xuôi, các vị lại trở về cốc liêu để ngồi thiền hay đi kinh hành. Các đường đi lại trong thiền viện đã khá mòn trước đây. Nhưng ngày nay, vì các nhà sư ít đi lại, nên người ta chỉ thấy dấu chân những con chó trong làng. Càng ngày càng khó tìm ra những thiền viện tốt đẹp,
Bởi thế, một số nhà sư cho rằng Phật giáo chỉ chú trọng vào việc nghiên cứu học hỏi giáo lý mà không thật sự thực hành. Khắp nơi, người ta chỉ lo đốn cây khai rừng để tạo nên những ngôi chùa mới mà chẳng lưu tâm gì đến việc luyện tâm. Ngày xưa, trái lại, các thiền sư chỉ sống với thiên nhiên mà không kiến tạo gì cả. Ngày nay, các tín đồ xem việc xây dựng chùa chiền là hoạt động chính của tôn giáo và đó là lãnh vực mà nhiều người ưa thích. Như vậy cũng đúng, nhưng chúng ta phải hiểu mục đích của việc xây dựng chùa chiền. Việc thực hành giáo pháp của nhà sư chiếm khoảng 80-90% thì giờ. Thời gian còn lại dành để giúp đỡ mọi người. Lại nữa, muốn dạy người khác, tự mình phải kiểm soát được mình. Có kiểm soát được chính mình mới có đủ khả năng giúp đỡ người. Đừng mang gánh nặng của kẻ khác. Những buổi nghe pháp là cơ hội để kiểm điểm lại tâm mình, kiểm điểm lại sự thực hành của mình. Điều quan yếu là phải thực hành những điều đã học hỏi. Bạn có thể tìm thấy những lời dạy dỗ này trong chính bản thân bạn không? Bạn đã thực hành đúng hay gặp một vài khuyết điểm? Bạn có tầm nhìn đúng không? Không ai có thể thay bạn làm những điều này. Bạn không thể diệt hoài nghi nhờ nghe người khác. Bạn có thể tạm thời xoa dịu mọi nghi nan của bạn, nhưng chuyện rồi đâu là vào đấy, và nhiều câu hỏi lại phát sinh. Cách duy nhất để chấm dứt hoài nghi là chính bạn phải tự mình diệt chúng. Chúng ta phải dùng phương pháp độc cư trong rừng để thanh lọc tâm, chứ không phải để tách rời với mọi người hay để đào thoát. Làm thế nào có thể đào thoát khỏi tâm chúng ta? Làm thế nào có thể trốn khỏi vô thường, khổ và vô ngã khi chúng nó có mặt khắp nơi? Chúng chẳng khác nào mùi hôi thối của phân, dầu dính ít hay nhiều vẫn hôi như nhau. Đối diện với tham ái, nếu đời sống thế tục thuận lợi cho việc hành thiền, Đức Phật đâu có khuyến khích chúng ta đi tu làm gì. Thân và tâm chúng ta là những băng đảng cướp của giết người, luôn luôn lôi kéo chúng ta đến hầm lửa tham lam, sân hận, si mê. Đời sống thế tục có rất nhiều khó khăn trở ngại, ngũ dục luôn luôn lôi cuốn. Chúng mời gọi chúng ta đến căn nhà ái dục với một giọng nói ngọt ngào thân thiện: đến đây, hãy đến đây. Và khi bạn đến gần, cửa mở, súng nổ. Bạn có thể đối trị tham ái bằng cách hành phép đầu đà, sử dụng các vật dụng cũ kỹ không hấp dẫn, hoặc hành thiền quán sát tử thi, xem mọi người kể cả chính bạn chỉ là những xác chết, những bộ xương. Hành thiền cách này thực ra không phải dễ, bởi vì khi chợt thấy hình ảnh một cô gái đẹp, bạn sẽ không còn thấy xác chết nữa. Niệm thân là cách tập luyện để đối kháng lại những quan niệm sai trái của mình. Chúng ta thường xem thân này tốt đẹp, trong khi đó đạo giải thoát bảo ta nhìn cơ thể này chỉ là những tập hợp của vô thường và bất tội nguyện. Khi chúng ta còn trẻ trung, khỏe mạnh, chưa nhóm bệnh ngặt nghèo, chúng ta dễ có những hành động và ý nghĩ sai lầm. Cái chết đối với chúng ta thật xa vời, chẳng phải sợ hãi gì cả. Những người không hành thiền thì mãi đến lúc mang bệnh nặng hay tuổi già đến, họ mới thay đổi quan niệm. Tại sao phải đợi đến lúc ấy? Hãy làm như người đã chết, mặc dầu lòng tham ái của bạn không bao giờ chết. Đúng vậy, nhưng xem chúng như đã chết. Đôi khi cần phải đi đến một thái cực, chẳng hạn sống gần với thú dữ, thấy nguy hiểm đe dọa tính mạng mình, bạn không còn thì giờ để nghĩ đến tình dục nữa. Bạn cũng có thể bớt ăn hay nhịn ăn để giảm sự kích thích. Một số nhà sư sống trong nghĩa địa, lấy tử thi làm đề mục hành thiền. Đây là đề mục có hiệu quả chế ngự tình dục. Lúc còn trẻ, tôi thích sống với những người già. Hỏi họ thử xem cái già đến với họ như thế nào. Khi nhìn họ, tôi nhận thức được rằng chúng ta ai cũng phải đi con đường này. Tâm luôn luôn nghĩ đến cái chết, đến sự hủy diệt, không còn chút quyến luyến hay kỳ vọng gì vào cuộc đời này sẽ khiến chúng ta cảm thấy hoan hỷ và định tâm. Khi thấy sự vật như nó đang hiện hữu, nghĩa là thấy sự vật theo chân tướng của nó, ta sẽ không bị nó ràng buộc. Sau đó, khi đã có tâm định kiên cố, chúng ta sẽ không còn gặp khó khăn nữa. Chúng ta còn bị ái dục lôi kéo vì thiền tâm chưa kiên cố. Khi trở thành những nhà sư sống trong rừng, chúng ta không còn để cho phiền não tự do hoành hành nữa, vì chúng ta đã nếm mùi những cú đá khá đau của chúng. Chỉ có kiên nhẫn
và chịu đựng mới là phương thuốc thích hợp. Thực vậy, trong lúc hành thiền chẳng có gì cả ngoài sức chịu đựng. Thế mà nhờ sự chịu đựng, tất cả đều sẽ thay đổi. Có nhiều người cho rằng chúng ta điên khi thấy chúng ta ngồi trong rừng bất động như những tượng đá. Nhưng họ đã sống ra sao? Họ cười, họ khóc, họ dính mắt vào sự vui buồn. Có khi họ giết nhau hay tự sát vì tham lam sân hận. Vậy thì ai điên đây? Hãy luôn luôn nhớ kỹ trong tâm, tại sao ta xuất gia? Người nào đến hành thiền như chúng ta mà không hưởng được hương vị giải thoát thì đã phí thì giờ vô ích. Những cư sĩ với gia đình, nghề nghiệp, trách nhiệm mà còn nếm được hương vị giải thoát, huống hồ một người xuất gia. Một tu sĩ nếu chịu hành thiền chắc chắn sẽ thành công. Hoàn cảnh có thể thay đổi nhưng tâm vẫn thế. Người ta thường nghĩ rằng từ bỏ hết đời sống thế tục, mặc y mang bát là một vị sơn tăng, là dứt bỏ lại sau lưng tất cả những gì thuộc tư hữu của mình, không còn làm chủ xe cộ, máy móc, sách vở, áo quần. Nhà sư hoàn toàn tự do, nhưng tâm luyến ái như một cái bánh trớn, không thể đứng lại ngay mà phải dừng lại từ từ. Bởi thế, một số nhà sư Tây Phương vừa mới dứt bỏ của cải trần thế đã sớm dính mắc vào y bát. Họ nhuộm y thật đúng màu, xoay sở đủ cách để làm chủ một chiếc bát mới nhẹ làm bằng sắt không rỉ. Bận tâm lo săn sóc hay dính mắc vào vài ba vật sở hữu có thể làm mất nhiều thời giờ, trong khi đó công việc của nhà sư là chỉ hành thiền mà thôi. Một vài nhà sư Tây Phương đã từng du lịch nhiều nơi trên thế giới trước khi đi tu. Họ đã tự do ăn mặc và sống theo sở thích trước đây. Chẳng bao lâu họ sẽ cảm thấy đời sống an phận, khuất phục trong thiền viện rất tù túng, áp chế và khó khăn. Râu tóc cạo như nhau, y áo cùng kiểu, cách vái chào các sư cao hạ, cách ôm bình bát vân vân, đều cùng một lối giống nhau cả. Dù cho có chủ tâm tốt, người Tây Phương cũng khó có thể cảm thấy thoải mái trong lối sống khuôn mẫu thu thúc ấy. Một vị sư đặc biệt trước đây không những là khách du lịch thường xuyên mà còn tự xem mình là một tín đồ của đợt sống mới. Đội những chiếc nón thêu hoa đủ màu, trên gắn những cái chuông nhỏ, tóc dài để biếm vân vân. Sau một vài tuần sống thúc bó trong quy củ thiền viện, một đêm nọ nhà sư thức giấc vào lúc nửa đêm vì một cơn ác mộng. Trong mộng, nhà sư thấy mình mặc bộ y nhuộm đủ màu xanh đỏ, chiếc bát cũng được vẽ hoa lá và những đường hoàng mèo theo lối hoa văn Tây Tạng. Ajanta cười khi nghe thuật chuyện sáng hôm sau, và ngài hỏi thăm nhà sư về sự tự do ở Mỹ. Phải chăng tự do thể hiện qua kiểu để tóc hay lối ăn mặc? Có lẽ sau đó Ajanta nhắc nhở nhà sư và đưa nhà sư trở về với việc hành thiền. Đó là ý nghĩa sâu xa của tự do. Việc làm chính của nhà sư là khám phá ra rằng tự do vượt ra khỏi mọi hoàn cảnh và thời gian. Người nào gặt hái được kinh nghiệm về sự tham luyến trong khi khoác áo nhà tu và trong khi sống đơn giản, người ấy đã học được một bài học sáng ngời quý giá hơn hẳn tất cả những bài học từ trước. Tư hữu và tham luyến hoàn toàn tách rời khỏi mọi hoàn cảnh bên ngoài. Chúng có gốc rễ từ trong tim và thể hiện trong mọi hoàn cảnh. Chỉ với một vật nhỏ bé, tư hữu và tham luyến cũng khởi dậy được. Cho đến khi nào chúng ta hiểu và học được bài học sâu xa về sự dứt bỏ, lúc bấy giờ những cấu hợp bên ngoài chỉ là đấu trường khác. Nơi đấy những tập nhiễm tham ái đóng vai tuồng của chúng ta mà chẳng liên hệ gì đến chúng ta cả. Ajanta biết rõ sức mạnh của đời sống an cư trong rừng. Đấy là một sức mạnh lớn lao và sáng chói, rất hữu hiệu để đối trị những phiền toái trầm trọng mọc gốc rễ từ trong tâm trí chúng ta. Ưu thế của ngài là dùng giới luật nghiêm khắc giúp các nhà sư trực tiếp đương đầu với những vấn đề của chính họ, bao gồm trong tham lam, phán đoán, sân hận và si mê. Những lời dạy của Ajanta thường nhằm mục đích đưa chư tăng trở về đối diện với chính tâm mình, nguồn gốc và cội rễ của mọi phiền toái trên cõi đời này. Nguồn gốc và cội rễ của mọi phiền toái trên cõi đời này.